Rồi sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách kết nối cái remote mở từ xa với lại cái khóa của mình nha. Thì đầu tiên mọi người hiện tại cái remote của mình chưa có dùng được nè, là bấm nó vẫn không có mở. Thì bây giờ mình phải kết nối thì mới mở được. Thì mình sẽ bấm sao thang. Rồi sau đó mọi người nhập admin của mọi người lên. Rồi lúc này mọi người sẽ chọn là mục số 2. Rồi chọn số 1 để thêm. Rồi khi mà máy nó hiện ra cái số ID như thế này nè, mọi người bấm 2. Rồi máy báo mình thêm cái người dùng thì mình sẽ bấm trên cái này. Thì mọi người sẽ bấm lên cái remote này. Đấy. Thì máy nó sẽ nhận cái remote của mình. Rồi bây giờ mình thoát ra nha. Rồi hiện tại là cửa đang đóng nè. Thì mình phải nhập vân tay lên. Rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng cái remote này. Thì mọi người chỉ cần bấm vào cái hình ổ khóa nè, là mọi người nhấn giữ. Thì máy nó sẽ báo mở. Mình chỉ cần mở gạt cái nắm và mình mở cửa thôi. Mình thử lại nha. Đấy.